Nếu bạn muốn trở thành một công ty bán hàng thành công, chắc chắn là bạn phải xác định được cái điểm độc đáo trong cái sản phẩm, cái dịch vụ của bạn hay của công ty bạn. Hãy luôn nhớ rằng khi sản phẩm và dịch vụ của bạn tốt thì ngay ngày mai sẽ có một sản phẩm và cái dịch vụ khác tốt hơn. Nhưng nếu như mà chính cái USP đó nằm ở trong cái chính bạn hay chính những cái dịch vụ của bạn thì chắc chắn rằng sẽ rất là khó sao chép. Khách hàng luôn muốn mua từ những người mà họ yêu quý. Khách hàng luôn muốn mua của những người có những cái thái độ phục vụ rất là tốt. Nên bạn hãy nhớ rằng nếu bạn đứng ở cái vị thế của một người muốn bán hàng, muốn giúp đỡ cho thật nhiều khách hàng, thì bạn phải mang chính bạn làm USB của sản phẩm. Bạn luôn phải đặt một câu hỏi rằng là tôi có một cái điều gì để khách hàng thích tôi. Tôi là một người yêu thương, tôi là một người giúp đỡ khách hàng, tôi là một người như thế nào để khách hàng phải yêu thương tôi. Điểm khác biệt của những cái sản phẩm dịch vụ đó, đương nhiên mặc định, tôi nhắc lại thêm một lần nữa, đó là mặc định cái sản phẩm và dịch vụ của bạn đã rất tốt rồi, hoàn toàn có thể giải quyết được cho khách hàng rồi. Nhưng tuy nhiên bạn phải là một người như thế nào để trở thành một cái USB để khách hàng thích bạn. Ví dụ như trong hệ thống của mình, tất cả bạn hãy nhớ rằng nhìn lính thì ra tướng. Nếu như muốn đánh giá bất cứ một ai, muốn đánh giá một thủ lĩnh nào, thì bạn chỉ cần nhìn những người trong hệ thống đó là bạn có thể biết được họ ra sao rồi. Chính vì vậy, nếu như mà bạn muốn bán hàng thành công, nếu như bạn xây dựng một hệ thống, một đội nhóm thành công, thì chính bạn sẽ phải trở thành một USB cho đội nhóm đó. Bởi vì đội nhóm sẽ là cái sao chép của bạn đúng nhất. Nên đó là cái điều giúp cho doanh nghiệp, cho hệ thống của bạn thành công. Hãy nhớ rằng bạn là USB. Sản phẩm dịch vụ của bạn phải mặc định là rất tốt rồi. Bạn chính là USB và cái sự chăm sóc khách hàng của bạn là USB để giúp cho doanh nghiệp của bạn thành công. Hãy luôn nhớ, bán hàng là phục vụ. Nếu bạn muốn chạm tay tới, muốn giúp đỡ tới càng nhiều khách hàng, thì hãy nhớ về cái khả năng phục vụ của bạn, cái thái độ của bạn. Và bạn hãy nhớ rằng thái độ hơn trình độ. Thái độ luôn luôn quan trọng hơn trình độ. Và chúng ta sẽ phải tạo cho chính mình một cái thái độ thật là tốt. Đặc biệt hãy nhân bản cái điều đó ra hệ thống của mình. Chính vì vậy, khi mà bạn đã mặc định là cái sản phẩm và cái dịch vụ của bạn rất tốt rồi, thì lúc đó bạn không thể đứng và nói mãi về cái yêu thích về cái sản phẩm của bạn được. Đương nhiên bạn phải rất yêu sản phẩm của bạn thì bạn mới đăm chiêu, đam mê để bán nó, đam mê để cống hiến cho nó, đúng không ạ? Nhưng một số những cái trường hợp mà không đam mê thì tôi không nhắc tới tại đây, đúng không? Bởi vì nếu bạn không đam mê với công việc của bạn làm thì chắc chắn là sẽ rất là khó để đưa bạn tới thành công. Đó. Nhưng mà nếu bạn chỉ có yêu thích sản phẩm của bạn thôi mà bạn quên đi rằng là khách hàng nhận được cái lợi ích gì từ cái sản phẩm của bạn. Hãy đừng đứng từ cái ghế của bạn, hãy đứng từ cái ghế của khách hàng. Hãy nói cho họ những cái gì mà họ cần, nhu cầu của họ là gì, và bạn có những cái lợi ích gì từ cái sản phẩm và cái dịch vụ của bạn để giải quyết được nhu cầu của khách hàng. Đó mới là cái điều mà giúp cho các bạn có thể giúp đỡ khách hàng, hay thậm chí có thể nói là bạn có thể bán hàng được cho họ một cách thành công nhất.